Thầy nó ra xơi cơm thầy nó ơi. Mày, cái thằng của tôi rút lưỡi cho nó đâu. Về chưa? Về rồi. Nhưng mà em hỏi khí không phải nhá. Thế thầy nó chữa kiểu gì mà lúc nó sang đây ấy, em thấy nó còn ngớ được vài câu. Thế thầy rút xong nó im bặt luôn. Nhà nó dữ quá. Chắc là em nghĩ là do nó đen thôi, chứ đỏ quên đi đúng không? Mà người ta bảo rồi, cái bệnh câm là khó chữa lắm. Nó u ớ thế, nó là kiểu của nó thế. À thế nhưng mà thầy nói này, cái thằng câm đấy ấy, nó đi một nhẽ. Thì em muốn hỏi thầy nó là cái trường hợp của cái thằng mà thầy nó kéo chân ấy, thì sao rõ ràng là thằng đấy là em chứng kiến. Lúc nó sang đây là nó còn tập tễnh đi vào đây được vài bước. Thế thầy nó kéo kiểu gì xong người nhà nó cõng về luôn. Chạy đi được bước nào? Riêng cái thằng đấy là như thế này. Chân nó một chân dài một chân ngắn. Thế thì vội quá nhiều khách, cho nên là tôi làm phúc tôi rút nhanh để còn đến lượt người khác. Thế là tôi kéo nhầm cái chân này. Nó nhiều lông quá, nó trượt ra một tí. Thế là nó dài thêm một đoạn như thế này này. Thế nên là nó về nó mới không thể đi được. Đúng là xin nghỉ tử nghiệp. Nhưng mà mình yên tâm, theo kinh nghiệm của tôi ấy, thì cái chân này này, thì khoảng 3 đến 5 tháng nó sẽ co lại. Thì nó vẫn khập khiễng như bình thường, thì nó sẽ vào được đây. Chứ không biết là nó có sang đây nữa hay không. Nhưng mà thôi, em nghĩ rồi, thầy nó toàn làm phúc, chả lấy tiền. Ôi, có khỏi đâu mà lấy tiền. Thôi nhanh 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 nhanh, ăn cơm đi. Cơm đâu mà ăn, chỉ ăn rau thôi. Thôi mình ạ, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhưng mà thầy nó này, em nghĩ rồi, có khi là thầy nó chuyển nghề đi, cũng vẫn là y. Thế nhưng mà thầy nó chuyển sang chữa tâm lý đi. Chữa tâm lý á? Ừ. Tâm lý thì làm gì có khách. Cái đấy thì không phải lo, cứ ăn cơm đi, xong rồi thầy nó sang nhờ thằng Mõ một câu là được. Ờ thế thôi, ăn đi xong rồi tôi sang nhờ thằng Mõ. Ôi trời, sao tay thầy nó run thế? Rút lưỡi, mỏi hết cả tay, chứ sung sướng cái gì? Này thầy nó ạ, hả? Công nhận là cái thằng Mõ nó giỏi. Đấy, mình mới chỉ nói như thế thôi, thế mà nó đã đi giao từ làng trên rồi xóm dưới. Mọi người đều biết là bây giờ thầy nó không làm thầy lang nữa, mà chuyển sang làm y tâm lý. Thì thế mới gọi là Mõ. Mà ngày xưa ấy, tôi cũng định tranh chuốt với nó nhưng mà không được ấy. Thầy đấy, thầy mà làm như nó thì ai làm phúc cho đời. Hơi bị năng lực ấy thằng đấy. Ngày xưa tôi tranh cử mãi mà không được với thằng Mõ đấy. Thầy. Dạ. Con chào thầy ạ. Dạ. Chào con. Dạ vâng. Ô, thầy nó đã thống nhất là bây giờ thầy chuyển sang y tâm lý rồi cơ mà. Cáo lỗi bác ạ. Báo cáo là bây giờ thầy ấy, thì thầy không rút lưỡi, thầy cũng không bẻ nắn, thầy cũng không nữa. Và bây giờ thầy gọi là tâm lý. Vâng ạ. Bẩm với thầy ạ, con có nghe thằng Mõ nó thông báo rồi ạ. Dạ, con có nghe là thằng Mõ nó giao ạ, tay nghề của thầy rất cao nên là con ước ao là được thầy chữa trị. Ấy rồi. Dạ. Nhìn cái đầu kia kìa, cái cổ rụt này. Vâng. Cái bụng to như thế này ấy. Vâng. Thế là mệt rồi. Mệt là như nào hả thầy? Tức là cái này khó chữa đây. Khó chữa, tức là con bị tức yếu sinh lý. Ôi giời ơi, thầy giỏi quá, thầy vừa nhìn một cái là thầy đoán đúng bệnh của con. Dạ, bẩm với thầy ạ, con là phú ông ở thôn lớn bên phía Nam ạ. À. Dạ, con làm nghề buôn phấn ạ. Buôn phấn tốt. Dạ, nhà không có gì ngoài tiền. Quá tốt. Nhưng mà con ấy, có mới lấy một cô vợ rất là xinh xắn, dung nhan thì tươi tắn, đang độ xuân sắc, nên là rất nhiều thằng nó xốn sang. Rất nhiều thằng xốn sang? Vâng ạ.
Ô, thế có nghĩa là ở đó nó là sinh hoạt tập thể à? Khổ, thầy chưa hiểu ý con. À, hiểu. Tức là như thế này đi. Dạ. Tức là vợ anh xinh xắn tròn trịa như thế này. Dạ. Thế còn anh ấy thì lại yếu sinh lý như cái ngọn đèn lay lắt thế này. Thế mà hàng xóm nhà anh nó lại khỏe mạnh hừng hực như thế này. Được. Thì anh chỉ sợ rằng là hàng xóm nó lại nhòm ngó, nó va chạm thì có đúng không? Dạ đúng ạ. Chính vì thế con mới tìm đến thầy để thầy làm cách nào ấy, là cho dù mấy cái thằng hàng xóm này nó có nhòm ngó, nó có thèm thuồng thì nó cũng không làm gì để... Không làm gì được vợ anh là được, đúng không? Dạ phải ạ. Yên tâm, tôi giúp. Cái nhà chị này nhỏ mà có võ. Thầy, thầy làm em cứ cuồn cuộn, em như chết đi sống lại. Nhà chị này, lúc nãy sôi nổi quá, tôi suýt nữa thì rút lưỡi nhà chị. Nhà chị bỏ quá cho. Nhưng mà thầy đẻo lắm, thầy lại đi nói nhà em bị giang mai, làm cho trai trong làng không ai dám bén mảng đến gần em. Chả vậy, đấy là ý của anh chồng nhà chị đấy. Anh chồng nhà chị không muốn bất kể một trai tráng nào tơ tưởng đến chị. Thế còn việc của thầy với chị là thầy làm phước, thầy cho đi đấy. Thầy về đấy. Vâng, thầy về ạ. À mà thầy ơi, em bảo này. Còn gì nữa? Chồng em không bị giang mai đâu, mà người bị giang mai là em. Hả? Đây còn nằm đấy nó ngáy được à? Mẹ cha thiên nhân nhà mày sao người đâu mà trời ơi, chỉ ăn mới ngủ thôi nó. Bây giờ đấy xét đánh ngang tay nó cũng không dậy được đâu. Cái thằng này chẳng nhẽ ông tán có mừng quá dậy. Thằng nào ấy hả? Mày bảo là thằng hả? Mày bảo là thằng thằng bố lão bố chết ông thì còn tự nhiên. Ông có biết là con đang ngủ mơ không? Ừ, à, mày ngủ mơ à? Chuẩn bị được ăn cái đùi gà đấy. Ôi trời ơi, đá vào mông. Mày mày muốn ngủ mơ, ông táng cho mày mấy cái bây giờ. Mày lên đây ông bảo, mày lên đây. Tao hỏi mày, ông sai mày đi việc gì? Mà tại sao mày lại ra đây mày nằm ĩnh như mày ngủ như thế à? Có đáng đập cho mày mấy phát vào đít không? Tại ông ấy. Tại ông cái gì? Đêm hôm qua con phải trông cho ông cho nên là hôm nay con mới ngủ bù đấy. À, mày lại còn bảo tại ông à? Thế mày làm cái việc gì ở cái nhà này hả? Mà phải ngủ bù hả? Đùa chứ. Ông đúng là người ta bảo là ông ngu nhưng mà con không tin, nhưng mà hôm nay thì con thấy là ông ngu thật. Mày bảo ai ngu? Hả? Ý con bảo là ông hay quên. Quên cái gì? Ngày thì ông bắt con là làm ngày, làm đêm. Ông không nhớ à? Ngày thì ông bắt con đi tát ao, rồi là chăn trâu cắt cỏ. Đêm đấy con đang ngủ thì ông bảo là dậy. Này, đi với ông sang nhà con hến. Này, tiên sư nhà mày á, ông nói cho mày biết, người ăn kẻ ở là không có đứa nào sung sướng được như mày. Công to việc lớn ông giao cho mày, miếng ngon miếng ngọt ông rủ mày đi cùng. Cái chuyện tối tao sang nhà con hến, à thì tao cho mày đi cùng. Thì tao làm, mày sướng hơn tao, mày được xem một gì nữa. Ông ơi, cái thằng ngồi ngoài mới là thằng khổ. Ông ở trong ông làm nhá, con ở ngoài con xem mà con rúm hết cả lại. Thôi mà mày đừng có nhắc đến cái chuyện con hến. Ôi giời. Sao đâu, hôm qua đấy con đang định hỏi ông là thế nào. Nhưng thế mà buồn ngủ quá thế là về luôn. Thế nào cái gì mà thế nào, hả? Ôi giời ơi. Chứ danh trần đời, tao chưa gặp con nào như con này. Như nào? Được mỗi cái mặt trông thế thôi. Thì đấy, thì yêu cái mặt còn gì nữa. Ôi, bên trong chán đời lắm. Thế như nào? Mà lại mồm thôi, nách hôi. Ôi giời ơi. Thế à? Ui tao lúc ấy tao chỉ ước là tao cho mày vào làm thay tao cho công việc. Thế này nó có bị thối chân không? Ôi giời ơi, nói chung là không duyệt được. Thế thì hôm qua ông ăn đủ nhỉ? Ăn đủ luôn nhỉ. Mà con nói với thế ông mày ở ngoài mày làm sao? Ngoài sao con nhìn con rúm hết cả lại người. Ừ. Mà này con bảo này, cái con đấy thì thôi ông ạ. Cả cái tổng này nhá,
ai nó cũng lang chạ. Thế ừ, mọi người bảo nó là nó như cái ao ấy. Cầm ao bèo. Cầm cái viên đá này mà ném anh tóm một cái xuống nhá. Bèo nó giạt ra, xong lại giạt vào. Lại đâu đóng đấy. Dạ vâng. Nhưng mà cái mặt mày ấy, mặt mày cái mồm mày ấy mà toang toác ra rồi là giữa đường giữa xá này gặp ai mày cũng nói, rồi mày về mày ngủ rồi này, mày ngủ ông, mơ là chết đi. Ông đừng có nói thế nhá. Cái con không bao giờ là đi kể cái tội xấu của ông nhá. Không bao giờ có nói xấu ông nhá. Chỉ chăng là như này này, sáng nay con đang ngủ mệt quá, đêm qua thức cả đêm canh cho ông muỗi đốt này, khi là con vợ con nó mới tự nhiên nó ra đốt vào mặt. Ui giời. Xong nó bảo con nằm ngủ với ai, u ớ với ai hả? Mày có khai ông ra không? Không. Thì tôi con bảo là mệt quá cho nên là nằm ngủ mơ. Nằm ngủ mơ hai vợ chồng đang. Thôi thế là tốt rồi. Dạ. Nhưng mà cấm ấy nhá. Vâng. Không được để cái chuyện trong đầu đúng nhá. Vâng. Để chuyện trong đầu rồi thì chợt nghĩ đến rồi mày buột mồm mày nói ra bà là chết ông ấy. Chết. Thôi được rồi. Dạ. Tao tha cái việc ngủ đây nhưng tao hỏi đây. Dạ. Thế cái việc tao giao cho mày đến đâu rồi? Ông ơi. Một ngày ông giao cho con rất nhiều việc. Thế ông giao cho con việc gì nhỉ? Tao giao cho mày cái việc rất quan trọng là phải đi sang cái nhà bà Dần ấy. Mày dò xét xem có đúng cái sự việc là như thế không? Đúng là con gái nhà bà ấy chửa không? Không phải chửa. Không phải chửa thì là sao? Mà là đẻ rồi. Đẻ rồi à? Đúng rồi. Cứ tưởng là bỏ làng bỏ tổng đi. Nhưng hóa ra là thế này. Là đi sang làng khác. Đẻ con lớn tướng rồi. Bây giờ lớn rồi thì lại mang về. Chúng nó để cho làng đỡ bắt vạ đấy ông ạ. Chúng nó định vải thưa che mắt thánh. Ừ. Chúng nó lại che mắt các quan ngày không để các quan bắt vạ. Đấy. Không chồng mà lại có con là mình chết mấy các cụ. Mà con thấy cái câu này cũng rất hay này. Câu gì? Mà lại rất đúng này. Người ta bảo là không chồng mà chửa mới ngoan. Có chồng mà chửa thế gian này đầy. Thôi, nó đừng. Không chồng nó chửa thế nó mới là chuyện chứ. Im cái mồm mày đi. Thế mày cho nó là giỏi à? Cái lệ ở làng này cái ông đã quy định rồi. Cứ theo lệ mà làm. Đúng rồi. Nhà nào mà trái luật trái lệ của làng là phải làm cỗ mời các cụ đến để phạt vạ, nghe chưa? Đúng rồi. Con mượn con này láo thật. Cái gì mày con mượn ông cái này. Con nghĩ này đúng rồi. Làng nó phải có cái tôn ti trật tự của nó nhá. Không được vớ vẩn nhá. Cái loại mà không chồng mà chửa nhân này nó tự đánh. Dạ. Tiên sư mày gậy chỉ cứ bậc đức cao vọng trọng như ông cũng được dùng, nhưng mà mày còn mày chỉ ai? Mày chỉ xỏ xiên mày bố láo bố tét mày xiên xỏ cái gì? Thôi thì bây giờ như nào ông? Tao nói cho mày nghe. Dạ. Việc này là việc rất nghiêm trọng ở trong làng. Dạ. Chính vì thế bây giờ mày đi sang kiểm tra lại một lần nữa xem thực hư như thế nào cho ông. Vâng. Sau đó mày đi báo ngay cho cụ Hương và cụ Hỏa. Dạ, thế là hai cụ Hương Hỏa đấy ạ. Dạ. Gia đình làng gặp cụ bàn gấp việc làng. Gia đình à? Gia đình à? Hai cụ ơi. À vâng, thế thì để con đi luôn nhá. Con sang con bảo luôn nhá. Khẩn chưa? Nhưng mà này, khi mà có cỗ lần này ông phải cho con miếng chứ, lần nào con cũng đến con hầu xong bắt đầu là con này vác mồm đi về không ấy. Thôi được rồi, lần này tao sẽ lưu ý mang cái túi to nha. Dạ vâng. Tao là cái chức cao vọng trọng nhất trong làng. Dạ. Tao ngồi mâm trên, miếng ngon là tao ăn xong rồi tao xé ra, tao bớt ra là đứng cạnh tao là phải mở miệng túi tôi bỏ vào. Dạ, vâng. Về. Ông nhớ cho con cái phao câu ấy nhá. Rồi, ông cho. Con đi nhá. Nhớ nhá. Thế ông cũng về đi. Nhá. Rồi. Chứ hôm qua nhá, bà là cũng bảo với con ấy là ông phải đâu thì con bảo là ông đi sang hầu ông Lý. Rồi. Ông nhớ nhá, cái việc ấy là không được để trong đầu nhá. Con nhớ để trong đầu rồi nó loanh quanh một mồm mày nói với bà. Rồi. Đông đi. Nhớ nhá, con đi nhá. Đi. Thôi ông cũng đi về đi. Đi. Mày đi nhanh. Dạ. định giấu giếm mày trốn vạ làng à. Thằng này nó đi báo các cụ đến thì mày chết với ông. Chà, tự nhiên nhỉ, nói chứ đi. Sai có mỗi một việc, nó đi mãi không về. Lại ngủ ở đâu đi mà. Nô ơi là nô. Lần này ông không đánh mày, ông không làm người. Nô ơi là nô. Ông ơi! À! Ôi giời ơi! Sao ông không đứng ở trong đỉnh mà
đợi con ông ra đây làm gì? Điên gió máy xong rồi lại ngã vật ra méo mồm lại mất Tết. Mày đã đi về muộn, mày còn chủ hẻo ông là thắng mắt dậy. Hả? Tao hỏi mày việc quan trọng như thế, ông sai mày đi mời các cụ, thế mày lại ngủ ở đâu? Mày ngủ ở đâu? Ngủ ở đâu? Ông lúc nào nghĩ xấu về con đấy nhỉ? Con vừa chạy sang nhà các ông rồi. Sao? Nhưng mà đùa chứ con trần đời, con sống đến từng này tuổi rồi nhá, nhưng mà con chưa thấy mấy cái thằng hầu nào láo như là mấy cái thằng hầu nhà ông ý. Này, mày vừa cầm cái tay mày chỏ chỏ, mày bảo ai là thằng hầu nào? Ai là thằng hầu nhà mày? Hả? Không phải con chỉ ông là thằng hầu. Đấy! Mà ông cũng bỏ cái kiểu chỉ tay mặt người khác nhá. Con rất ghét nhất cái kiểu chỉ tay mặt người khác. Thế chuyện làm sao? Tao hỏi mày, mày biết cái việc quan trọng cấp thiết như thế tao mới bảo mày đi gọi các cụ về. Mà mày đi mấy canh giờ rồi, ông đợi mày trong đình chán rồi. Ông ra ông ngắm cảnh ở đây rồi ông lại đi vào đình, rồi bây giờ đợi mãi không thấy ông lại phải đi ra đây. Khổ lắm, con không muốn thế đâu. Nhưng mà mấy cái thằng hầu của mấy ông ấy, Làm sao? Nó lại bảo là bây giờ nó thế này, nó bảo thế này. Này, mày có hẹn chưa? Này, mày hẹn như nào? Bố nào? Này, mày vào đấy có việc gì? Ai chắc... mất dạy thế. Láo quá. Ông đã nói với chúng nó hết rồi, nói với cả mấy cả ông ấy rồi. Là từ khi tao nhậm chức ở cái làng này, cái tổng này đến giờ là tao đã nhóm lửa rồi, lò cháy rồi mà chúng nó lại còn mè nheo à? Đấy. Nó định xin cái gì? Hả? Nó định là vòi. Nhưng mà xong là đang lúc đấy nhá thì đủ. Đúng là quả báo. Nó vừa mới đang định vòi con ấy thì ông nó ra. Thế là ông nó vả cho nó xuống, nó một vả này xong bắt đầu lại mày lại bắt đầu cà trớn đấy. Đâu? Mày lại vung tay mày vả ấy. Đâu khổ quá. Ông lại đánh chết cụ mày bây giờ chứ lại mày có im cái mồm đi không? Này ông đánh chết cụ con đi lâu rồi. Ông giỏi xuống ông đi xuống ông đánh cụ con ấy. Thôi mày đừng có lằng nhằng lòng vòng nữa. Việc tao giao cho mày đến đâu rồi? Dạ khổ quá, việc ông giao là sau khi con nói với các cụ đấy là chuẩn bị được ăn vạ, chuẩn bị được ăn cỗ, thế là các cụ sáng mắt lên. Nghe thấy đớp là các cụ là mắt hấp háy luôn. Chỉ thằng nào nghe thấy đớp chỉ mắt hấp háy, mày nghe thấy đớp mắt mày có hấp háy không? Hả? Nghe thấy đớp là chỉ hấp háy mồm này, hấp háy mắt. Thôi được rồi, dạ. Không đứng đây ba lăng nhăng nữa. Dạ. Vào trong đình giải chiếu để chờ các cụ ra rồi ta họp nhá. Vâng. Thế thì ông đứng đây nhá. Ông con bảo các cụ rồi, con bảo các ông rồi. Là tí nữa là ông sẽ đứng đây để đón, cho nên là ông đứng im ở đây nhá để đón các ông, không có các ông lại đấy. Ông hương ông hỏa đấy. Một ông điếc lòi ra, một ông thì câm lại cứ thích nói nhá. Nhưng mà tao lại phải đứng đợi. Thế thôi, con mấy ông đi vào. Ông vào ông giải chiếu cho con. Thôi được rồi, mày vào giải chiếu đi, ông đứng đây đứng đợi. Được rồi, chưa? Nhớ chưa? Rồi con vào đấy. Ông tắm rồi. Rửa cái bây giờ. Nhanh chân lên. Nhanh ra còn gì nữa. Các cụ ra đây tôi bàn cái chuyện này. Chuyện quan trọng như thế này. Tối nay, ngày mai là các cụ được đánh choen. Lạ nhỉ. No! Dạ? Sao mày giải cái chiếu mà mãi cũng không xong thế hả? Làm cái gì cũng lâu thế hả con? Ông giỏi vào mà giải này. Nào mà chiếu có kiểu gì đấy, con càng giải nó càng bay thì khó giải không? Nhanh cái tay lên ông đánh bỏ bố mày bây giờ chứ lại... Nào mời các dọa cụ. Đánh. Nào mời các cụ vào đây. Nào, không. Đây, đi vào đây. Rồi. Mời các cụ vào. Rồi, đây, mời các cụ. Mời các cụ vào. Các cụ lên đi. Đâu? Đây. Úi giời ơi, cụ Hòa. Úi giời, đây, đây, cụ ơi. Đi, cẩn thận. Úi giời ơi, cụ đi vào đây. Giải cái chiếu cũng không xong. Cụ đi theo con. Đây, ngồi xuống đây. Ngồi đâu? Đưa con. Từ bình tĩnh nhá. Đưa cái gậy của tao đâu? Đây, cứ trả cho tao cái gậy. Đây. Gậy không có gậy, tao không biết ngồi chỗ nào hết. Thì đây, chiếu con giải rồi. Cụ ngồi đâu, cụ ngồi. Ngồi được chưa? Ngồi đi ạ. Ngồi nhá. Vâng. Đúng là cái quái giải ơi, sao lại ngồi lên đấy? Cái ghế này nó êm. Ngồi.
ngồi nhầm chỗ rồi. Cổ tôi. Khổ quá. Đùa tí làm gì căng. Đùa, cụ ngồi lên cả mặt cụ Hương ấy, cụ bảo là đùa. Đúng là cái đồ mù giả. Thằng nó. Dạ. Rót nước cho các cụ. Khổ quá, cụ đợi con tí. Mày cứ nhanh cái tay lên. Ơ mà con hầu các cụ mà cứ hơn thì cả là hầu bố con. Tiền chữ bố mà. Dạ. Ơ giờ hầu các cụ thì làm sao ạ? Rồi đây con mời cụ uống nước. Đâu đưa đây. Khổ quá, bên nào? Bên ôi, này. Đâu? Nước nó ở bên. Khổ. Rồi ôi. Đây khổ nước đây. Đây nước nó ở bên đây. Dạ con mời cụ. Đây cụ cầm cho con cái đây đây con mời cụ. Rồi. Các cụ uống nước xong rồi thì để con thưa chuyện. À mày nói dạ, đi. Dạ thưa các cụ. Chuyện à, đây cụ đưa con. Được rồi. Dạ chuyện là như thế này. Là con mời cụ nói ạ. Chứ con chưa biết là như thế nào. Chà thì nhân à, mày thế là mày chuyện. Tôi nói cho các cụ nghe câu chuyện nó là như thế này nhá. Cái làng này, cái tổng này, từ ngày tôi về đến đây kỷ cương phép tắc là rất rõ ràng. Dạ vâng. Làng trên xóm dưới là rất là nghiêm túc. Các cụ đã biết có chuyện gì chưa? Ừ. Tôi thì trước sau như một, không vấn đề. Ừ, trước sau như một gì? Thế cụ đã nhìn thấy chuyện gì chưa? Chuyện gì là chuyện gì? Đấy. Chưa có chuyện gì đến tai cụ cả. Này. Tôi nói cho các cụ biết nha, các cụ cứ suốt ngày mải ăn mải chơi thôi, suốt ngày rượu chè thôi, suốt ngày tổ tôm tổ tép, tôi không để ý đến việc làng việc nước này này này. Cụ Tỏa, cụ nói như thế là mất quan điểm. Cả một cái tuổi trẻ chúng tôi đã lao động, đã hy sinh bản thân mình cho cái làng cái xã này rồi, thì bây giờ đến cái tuổi hưởng thì phải cho chúng tôi hưởng chứ. Không được. Làng nước là phải có trên có dưới, phải có quy củ trật tự. Các cụ là người có chức có sắc ở trong làng đấy, các cụ phải lo đến cái việc này chứ. Này, tôi biết nhưng mà tôi không lát nhé. Rồi ôi khổ, biết gì mà biết rồi, biết tí. Cụ nghe rõ tôi nói chưa? Rồi. Tôi bảo các cụ là có cướp có sắc ở trong làng, chứ ai bảo cụ lát mà cụ khổ thế chứ gì. Chuyện là như thế này. Nói. Là nhà mụ Dần đấy, là có người đẻ chửa đẻ. Đấy, à, các ông đã biết chưa? Bây giờ bẩm các cô, chuyện là nhà bà Dần. Bà Dần. Nhà bà Dần bà ấy có chửa. Có. Cái gì? Bà Dần có chửa? Vâng. Nhắc đến em Dần ấy, là phải hỏi cụ Hương. Bởi vì cụ Hương là tình cũ của bà Dần. Đúng không cụ Hương? Không. Mùa này thì làm gì có lũ. Lên trên này họp lại họp lũ. Trời ơi, cụ Hương ơi là cụ Hương. Càng già càng lòi tĩ ra. Điếc lắm rồi cụ à. Nói đến người cũ của cô là bà Dân. Rồi. Hiểu rồi. Chưa? Rồi. Cụ hiểu chưa? Rồi. Cụ bà Dân. Rồi. Bên nhà đây có chửa. Chỗ đấy. Thấy chưa? May nhá, may là ngày xưa mà tôi không ùa vào đam mê nhá. Tôi không theo bà ấy, không giờ đến chết giờ. Lăng loạn. Điếc gì mà lại điếc đi thế? Điếc gì mà lại đúng đến cái đoạn chửa thì lại thông nghe rõ vậy? Thế ông làm bà ấy chửa hả? À, mà già thế rồi không hiểu chửa thế nào được mà chửa. Ai chửa? Tôi đang nói là trong nhà bà Dần có người có chửa, các cụ hiểu chửa. Thằng kia, mày nói rõ cho các cụ biết thì tao khổ. Nói mãi các cụ không khổ, hiểu. Khổ quá, ông ăn nói ngọn ngành, các cụ còn không hiểu, huống chi là con. Nhưng mà thôi, để con nói cho các cụ hiểu nhá. Rồi. Giời ơi, khổ quá, các cụ vảnh tai lên mà nghe con nói đây. Chà, mày, lão cụ này. Dám mà cụ vảnh tai. Ôi.
Gãy cái gậy rồi cô ơi. Đâu? Gãy rồi. Đâu? Dạ vâng. Ngồi yên nghe cụ. Ngồi yên, gãy cái gậy rồi. Đây đây, gãy thật à? Vâng, gậy nhà cụ đấy. Rồi rồi, thôi dạ. Sửa sao? Vâng. Mày về mày sửa cho vâng. Cụ nha. Trời ơi, cái này chỉ có mua mới thôi cụ ạ. À. Thôi được rồi, để đây, để cứ con về mua đi xong rồi về là cụ sẽ bảo cụ Hương gửi tiền. Đúng rồi. Nhá. Cụ ông... Hương còn nợ tôi đấy nhá. Cụ Hương nhớ chưa? Đúng rồi. Cụ suốt ngày làm phiền tôi không vấn đề. Nhưng mà cụ phải trả nợ cho tôi. Thôi thôi thôi, gậy mới guộc cái gì? Thằng kia mày vào thẳng vấn đề cho cụ xem nào. Thế khổ. Bây giờ là như thế nào? Khổ quá, bây giờ các cụ nghe đây. Ừ. Nhà bà Dần, bà ấy đẻ được một đứa con. Đẻ một đứa con. Không phải là con trai. Không phải con trai. Mà lại là con gái. Con gái. Vâng. Thế là đứa con gái nó lớn lên. Nó lớn. Nó lớn lên rồi nó cũng phải đi lấy chồng. Lấy chồng. Nhưng mà con này đặc biệt, con này nó lại không lấy chồng. Giời ơi thằng mày, kia. Mày giải thích giải đồng như thế sao? Thì các cụ làm sao mà hiểu được. Để tao nói cho ngắn gọn là như thế này. Cụ phải nghe con để con nói xong thì các cụ mới hiểu. Cụ nói theo cách của cụ ấy. Các cụ có hiểu đâu. Ừ. Đúng rồi, cụ tỏa cứ bình tĩnh. Được rồi, thế mày giải thích tiếp đi. Thế này, con kể đến đâu rồi nhở? Nó lớn lên nó phải đi lấy chồng. À, nhưng mà nhưng mà con gái nhà bà Dần nó lại không lấy chồng. Lấy chồng rồi lại không lấy chồng. Vâng, không lấy chồng mà lại có con. Nó lại đẻ. Nó đẻ xong là nó lại không đẻ ở làng mà nó lại mang đi làng khác. Nó sợ bị bắt vạ. Thế là mấy năm nay nó có vác mặt về làng đâu. Mọi người lại cứ tưởng là nó đi lên huyện nó buôn, nhưng thực ra nó nuôi con lớn bằng từng rồi. Yeah. Vâng, ai ngờ mấy hôm trước khổ nó lại đưa một đứa trẻ về. Thì thế hóa ra là nó chửa hoang. Rồi nó trốn làng mình đi. Bây giờ nó mới lòi cái đuôi ra. Hôm nay ông con bảo là mời các cụ ra đây để chúng ta tìm cách để ăn vạ. Các cụ hiểu chưa? Các cụ đã thông chưa? Thông rồi. Tóm lại là thế này. Các cụ cùng tôi ban bệ đầy đủ, giữ nguyên luật lệ của làng này, đi sang nhà và Dần bắt vạ cái vụ chửa hoang. Không gì xấu mặt lắm, không ngước mặt lên là mà nhìn được làng nào xóm nào nữa đâu. Được. Nha, các cụ thấy được chưa? Đúng rồi. Dạ bắt vạ cái gì bây giờ? Các ông muốn bắt vạ cái gì? Dạ. Ông có ý kiến gì? Thì cần gì biết là phải bắt vạ cái gì, cứ theo luật lệ làng. Dạ. Bác cụ. Dạ. Tỏa Hương và Hóa. Vâng. Đến tận nhà. Vâng. Tôi có ý kiến là cái thịt một con trâu với cả hai con lợn. Úi dồi ôi. Một trâu và hai lợn. À. Để mời các cụ mình chỗ nào ngon nhất, còn đâu thì chia chác cho bà con ở làng. Dạ, đã bảo là tôi điếc mà tôi không lác mà lị. Trời ơi, ai bảo nhà ông lác. Tôi đang nói là thịt hai con lợn một con trâu để chia chác cho bà con ở làng. Thôi thế nhá. Ăn lợn. Ăn trâu. Nghe rõ chưa? Này thằng Nô. Dạ. Dọn dẹp chỗ này đi. Dạ. Bây giờ các cụ sẽ đi đến nhà bà Dần bắt vạ vụ chửa hoang. Ui nhá. Không phải vụ chửa hoang mà nó đã đẻ rồi. Thôi được rồi, đẻ rồi chửa hoang luôn đi các cụ. Là bây giờ nó bắt vạ nó chửa hoang trước. Đây 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 đây. Đây của cụ đó. Đây đây đây. Nhanh lên, khẩn trương lên. Khổ quá nhỉ. Này mày nhớ mua cho cụ cái gậy mới nhá. Dạ vâng. Rồi sang đòi tiền cụ Hương nghe chưa? Đã bảo rồi không phải làm phiền. Nhá. Quá đây đây đây. Không đi cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận rồi, ngã bây giờ. Dép cụ ơi. Cầm khổ lắm, chỉ có lúc ăn lúc đớp thôi là nhanh, còn có công to việc lớn nào ấy chả ai thèm đến. Ngày nay, à ngày nay,
tuổi thơ. Nghe bà kể chuyện buổi trưa, chuyện cười cò từ xa xưa ngàn đời. Phú ông bắt nạt thằng bợn, thầy xã thị hết nấu cơm cả ngày. Thầy huyện ngã ngựa gậy tay, thằng nô thấy thế mùa mai ăn mừng. Ngày xưa ấy à, ngày xưa làng quê với bao câu chuyện vui, biết bao những chuyện đời. Sân đình bên nước gốc đa, nơi nào cũng có tiếng cười. Ba quan làm lụng cả năm vất vả được ba quan, thế là mình lo được bao nhiêu việc ấy. Chắc là phải cho thằng cụ Tí nó đi học mới được. Mình ơi! Dạ! Em đang cho gà ăn! Lên đây tôi bảo đây! Ôi dồi! Vâng ạ! Mình vừa về đấy à? Sao có chuyện gì mà vui thế? Cứ ngồi xuống đây, ngồi xuống đây! Vâng! Tôi uống nước xong, tôi nói với mình cái này. Mình uống không? Thôi! Mình vừa về mình uống đi! Ừ. Này. Ui, tiền là mình. Đây này. Đâu, mình đưa em xem nào. Cho mình cầm tận tay cho nó mát nhỉ. Mát lắm mình ạ. Cảm ơn mình cả nhá. Cả năm mới được cầm tiền. Làm từ đầu năm đến cuối năm mới được cầm ôi tiền. Ôi dồi ôi. Mát chưa. Mình ơi, nhà mình có hiện tượng dột rồi. Hay là mình mua mấy cái lá rồi lợp cho em nhá. Dở hơi à? Sao cứ phải bày vẽ như thế? Cái này tôi tự làm được. Bày vẽ ra cho nó tốn kém làm gì. Cái này ấy, tôi chỉ vào rừng, tôi chặt lấy ít lá, ít tàu cọ, tôi về tôi lợp lên là xong. Chứ có cái gì đâu mà phải dở ra làm xong rồi thuê mướn tốn kém ra. Tiền để lo thứ khác. Còn bao nhiêu việc cơ mình mà. Mình ơi mình, hay là mình làm cho em cái chuồng lợn nhá. Để em mua mấy con lợn giống. Được không? Chuồng lợn thì được. Đấy, tôi đồng ý luôn với cái ý này của mình này. Là nuôi lấy con lợn. Con lợn là phải lợn giống nhá. Để cho nó còn đẻ ra xong rồi mình có đồng ra đồng vào. Đúng rồi. À mình ơi, còn thừa một ít ấy, em định là mua cho mình cái áo. Chứ bây giờ nhá, áo mình nhá rách hết rồi nhá. Hôm nọ em giặt em phơi mà nó vỡ hết ra, em phải vá cho mình thế này. Không sao cả. Tôi mặc như thế này còn tốt chán. Chả làm sao cả. Đâu, cứ làm sao đâu. Tôi cởi trần được. Sao lại cởi trần? Đàn an làm sao đâu mà. Trời lạnh thế này làm sao cởi chân được? Lạnh cái gì? Mình tin là tôi nhảy xuống nước, tôi tắm bì bõm luôn không? Em lo sức khỏe của mình thôi. Không phải lo tôi khỏe mà. Không áo sống thì để tiền còn lo bao nhiêu việc cơ mà. Rồi. Xây chuồng lợn. Đấy. Rồi. Để có đồng ra đồng vào. Vâng. Này, mình cầm lấy. Tôi giao cho mình giữ đấy nhá. Vâng ạ. Chả gian giấu lại đồng thôi, nào. Thôi, để em lại đi nấu cơm nhá. Thêm chắc là con sắp về rồi. Mình cất cẩn thận đi, xong rồi. Đi nấu cơm. Cho về nấu cơm rồi cả nhà mình cùng ăn. Chắc là nó học sắp về rồi đấy. Sống vị thì chứ nay con cái kìm y vùng vậy. Y tôi hỏi ngư ông rằng chứ sao chúc mi trường cạn sông.
nào ông thời chứ ông ơi phù đi đâu chứ để tình ông lã vọng ý ơi chứ ngồi là ngồi câu chốn thạch mì ba dạ ơi. Con chào thầy, con mới đi học về ạ. Tí à, đi học về dạ con? Dạ vâng ạ. Ừ. Không nhớ gì à? À à à, ai ơi đau thế. Dạ con vẫn đập như trước mà. Gọi là cộc chứ không gọi là đập nhá. Dạ vâng ạ. Ai lại đập thầy thế bao giờ không? Phải nói là cộc. Mà sao bây giờ cộc mạnh? Cộc vẫn như mọi hôm đúng không? Dạ vâng ạ. Thế là con của thầy lớn hơn rồi đấy. Mạnh mẽ hơn rồi đấy. Thế coi con mới hôm nay bay mất rồi. Dạ 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 không, không còn ạ, còn ạ. Bỏ ra đây cho thầy xem nào. Không ạ, còn, còn ạ. Con hay bay rồi? Con ạ. Chắc chắn không? Chắc chắn ạ. Ừ được. Đứng gần vào đây thầy hỏi thế nào. Thế hôm nay con học hành thế nào rồi? Dạ, thưa thầy, hôm nay con học được chữ nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn, cẩu bất giáo, tính nãi thiên, giáo chi đạo, quý dĩ chuyên ạ. Tốt, giỏi lắm. Học thuộc bài đấy. Nhưng mà con có hiểu chữ không? Con có hiểu nghĩa không? Dạ, con chưa hiểu ạ. Chưa hiểu à? Tại sao học mà lại không hiểu? Dạ là tại vì hôm nay con đang học, thế là thầy đồ mệt quá, thầy lả ra. Chết. Thầy mệt quá, thầy lả ra con? Vâng ạ. Thế là thầy yếu quá rồi đấy. Thầy già rồi mà. À thế này, mai thầy đưa con đi học, xong là tiện thể thầy vào thầy thăm thầy đồ luôn nhá. Dạ, mai không được đâu ạ. Vì mai con không đi học. Thế à? Thế ngày kia vậy? Dạ ngày kia cũng con cũng không đi học ạ. Thế ngày kia? Dạ ngày kia cũng như vậy ạ. Sao thế hả con? Thì con của thầy đồ bảo là thầy già rồi, thầy yếu nên là thầy không dạy học được nữa. Thế nên là từ giờ bọn con cũng không được đi học ạ. Thôi để chuyện đấy thầy tính sau. Giờ con xuống rửa mặt, rửa tay chân đi, rồi còn ăn cơm nhanh. Dạ con chào thầy ạ. Ừ. Mời cả Bu lên đây cho thầy nhá. Vâng ạ. Đi con. Đi thẳng người lên cứ giặt dẹo thế con. Hả? Đi thẳng người lên cứ giặt dẹo thế. Sao? Thầy ơi, đến nơi chưa ạ? Cứ đi đi, một đoạn nữa thôi là đến. Từ nãy ở kia, thầy cũng bảo là một đoạn. Ừ. Mà ở đây thầy cũng bảo một đoạn, nãy giờ đến đây có mà mấy đoạn rồi ý ạ. Cái thằng, thầy thấy con mệt quá. Thầy cứ phải nói là còn một đoạn nữa để cho con đỡ mệt. Thế thầy tưởng con đỡ mệt ạ? Thế không đỡ mệt à? Nói thế thì con phải hân hoan lên. Còn một đoạn nữa thôi. Này, lên trên đấy nhá. Nhà bạn của thầy này này, toàn đồ ăn ngon. Cái gì? Ăn xôi này, rồi ôi ăn cá này, ăn gà này. Rồi ôi đồ ăn nó ngon hơn đồ ăn ở nhà mình nhiều. Đồ ăn ở trên huyện này nó cũng khác đồ ăn ở quê con ạ. Ồ, vâng ạ. Con biết đồ ăn nó ngon như thế nào không? Dạ không ạ. Nó ngon đến mức nhá, mình ăn no rồi mà mình vẫn muốn ăn. Trời ơi. Ăn no rồi nhá, bình thường con ăn no rồi là con xoa bụng con không muốn ăn đúng không?
Nhưng đây mà nó ngon đến nỗi mà ăn mà xong mà nó căng bụng ra như cái trống thế này cơ mà. Này, lần này là lần đầu tiên con mới được ra khỏi nhà mà lại đi xa như thế này nhé. Con chưa biết cái cảnh ở trên đấy nó đẹp như thế nào đâu. Nhà nhiều nhà san sát nhau. Ở trên đường rất nhiều người đi lại, chứ nó không vắng như ở quê mình đâu. Có nhiều cái quán bán hàng lắm, nhiều đồ ăn vặt. Cảnh thì đẹp vô cùng. Con thích đi đâu chơi là thầy sẽ dẫn con đi chơi. Thế ở đấy có nhiều chỗ chơi không ạ? Thì đấy, thầy vừa nói là có nhiều chỗ cho con chơi cơ mà. Này nha, chơi xong mình sẽ vào nhà bạn của thầy ăn uống linh đình. Bạn của thầy tiếp đón nồng nhiệt luôn, rất là chu đáo. Và sau đó con sẽ sang trường học. Ở trường này không chỉ có một thầy đồ đâu, rất là nhiều thầy đồ. Ngoài rất nhiều thầy đồ ra sẽ có rất là nhiều bạn học. Con tha hồ mà chơi. Lúc đấy à, chọn bạn mà chơi, không phải ai mình cũng chơi đâu. Dạ vâng ạ. Có hiểu không? Nghe thầy kể như thế con có thấy vui không? Dạ con có ạ. Thế đã thấy đỡ mệt chưa? Dạ rồi ạ. Thế bây giờ thầy với con đi tiếp thôi. Con đủ sức đi nốt đoạn đường nữa không? Dạ con có ạ. Hay là quay về? Không 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 ạ, đi tiếp thôi ạ. Thế thì đi thôi. Thế chứ. Chưa lòi chưa chặt ra rồi. Không biết có chỗ nào có cái gì để nhắm không này. Tông môn cái thằng này, giờ này nó còn nằm nó ngủ nữa sao nhỉ? Hả? Này em ơi, thằng nào đấy? Để im tao ngủ. Thằng này béo như con cun cút mà nó làm sưng mày tao với mình. Thằng này lão thật. Im không đùa nhá. Im không đùa. Ông cứ đùa đi. Thế mày làm gì đâu nào? Hả? Ai ơi. Nào đấy. Để im đâu ngủ nào. Thằng này có vẻ khát nước. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ngại gì. Con xin lỗi ông nhưng mà ông buồn cười nhỉ. Con ngủ ông còn đổ nước vào tai con nữa. Tao thấy mày ngủ, mồm mày há ra. Tao biết mày khát nước cho nên là tao cho mày uống nước. Mà ông ác ôn vừa thôi. Ác ôn gì hả? Cả đêm hôm qua ông bắt con đi tát ao. Con vừa mới chợp mắt được một tí thì ông lại gọi con dậy. Gọi không được, ông định đổ nước vào mồm con nữa. Này, này, cái tông môn nhà mày, hôm qua mày tát ao đến mấy giờ mày về? 4 giờ sáng hả? Thế có nghĩa là làm việc đến 4 giờ sáng, ngủ đến trưa lòi chưa chặt ra thì gọi là con trâu con bò đúng không? Không phải, ý con là con làm nhiều việc hơn cả trâu cả bò. Thế thì hết cắt cỏ rồi đến tát ao. Tát ao xong rồi đến giã gạo. Cái việc gì cũng đến tay con. Cái việc chính thì mày không làm. Mày cứ đi làm cái việc phụ là thế nào? Cái việc chính hay việc phụ con đều làm hết mà. Thế cái việc chính tao giao cho mày, mày đã làm chưa? Cái việc gì ạ? Tông môn nhà mày. Đấy, mày cứ tỏ ra là mày thông minh. Nhưng mà rồi cuối cùng mày có biết cái gì đâu.
cái việc tao giao cho mày đi xem ở cái tổng này có cái nhà nào nó quen thuộc với tao, nó có cỗ, có bàn gì, mày về mày báo tao ngay cơ mà. Ôi giời, cái việc đấy lúc nào con chả đi làm cho ông. Ngày nào con chả đi, con hỏi thằng Mõ. Hỏi được không? Hỏi được. Nhưng mà thằng Mõ nó bảo là hôm nay chỉ có một đám duy nhất thôi. Ở đâu ạ? Thế con bảo ông thì ông có cho con cái gì không? Có cái tông môn nhà mày, ai nuôi mày to bằng ngần này hả? Ai cho mày ăn, ai cho mày làm việc mà mày bây giờ mày này có cái gì không, mày đòi hỏi là thế nào? Không hả? Phải mấy lần trước ấy ông bảo là có cỗ xong mà đi cùng ông, xong là ông nắm cho nắm số chim, nên lần nào ông cũng ăn hết, ông nuốt hết vào mồm, cho nên con về con vẫn đói, vẫn phải ăn khoai cái... mang tiếng đi ăn cỗ với ông nhưng mà có được miếng nào đâu. Cái tông môn nhà mày người ta là người ta mời tao. Người ta mời tao chứ không mời cái mặt mày. Hay nhỉ. Nhưng mà mặt mời ông, nhưng mà ông cũng phải thương con chứ. Mà ông hứa là con cứ có cái đám nào về bảo ông là đi cùng ông là sẽ được đớp theo. Thì có được đớp đâu, ông đớp hết. Tông môn nhà mày bảo ai đớp? Mày bảo tao là chó đấy. Không, ông tự mồm ông bảo ông là chó chứ. Thế tao hỏi mày về cái nồi cá kho với lại ít cơm nguội thằng nào vét? Hả? Khổ quá, cái nồi đấy thì ông bảo con đi rửa thì tiện thể nó còn có mấy cái hột nó dính ở xoong, rồi cái cá kho thì còn tí giềng. Thì con vét tốt con ăn đổ đi cho chó nó phí. Mấy hạt đấy không là cơm à? Giềng nó không là lẫn nước cá nó ra. Thôi mày đừng có lằng nhằng, mày nói vào cái việc chính đi nào. Thế thằng nào có cô ngày hôm nay? Con bảo ông như hôm nay nhá. Chết. Ông ơi để con đứng. Tông môn nhà mày từ nãy giờ tao toàn đứng con mày chạy ngồi. Ông ạ. Thằng Mõ nó bảo là hôm nay trong làng mình ấy có một đám rất to. Đám này mà ông mà đi nhá thì ông đớp thì con nghĩ là hơn cả lợn. Tông môn nhà mày ăn nói mày cứ sỏ xiên đông người ta. Ý con nói là đám này ông đi là ông đấy mồm. Ông đến đấy ông hốc thì phải đấy mồm luôn. Nói nhanh lên, đám nào mà làm tao sốt ruột quá. Đám nhà bà Thìn ấy ạ. Bà Thìn? Thìn nào? Chồng nhà bà ấy mới mất. Thì hôm nay là ngày thất lai tuần. Thìn nào? Nhà bà Thìn ấy. Bà Thìn ở giữa làng nhà mình ấy. Thìn mà chồng là Mùi ấy. Ông Mùi vừa đi xong. Thìn Mùi. Thìn Mùi, Mùi Thìn ấy. Thìn Mùi thì đúng rồi. Đấy. Người ta phải là Tí Mùi chứ lại Thìn Mùi thì đi là đúng rồi. Đấy, khổ quá. Thế là thế là hôm nay là bà ấy làm lễ thất lai tuần cho ông Mùi. Thấy bảo là lúc ra đi ấy, ông Mùi ông bảo là tôi mà đi nhá là phải làm cho tôi cái đám là tươm vào. Nếu không nhá là tôi về tôi vật chết. Đấy, cho nên là hôm nay làm thế bảo thịt cáo chó. Cái thằng trai nó ăn tham tục uống. Dạ. Chết rồi mà nó vẫn còn cố bàn. Chết rồi thì là thao ăn nhưng nó ăn chó. Này ông nhỉ, nghĩ cho cùng sống trên đời đấy. Những cái ông nào mà tham ăn tục uống ấy, thì con thấy bảo là xuống kia thì được hóa kiếp thành lợn đấy. Đúng rồi. Cái loại ăn tham là xuống kia là hóa kiếp thành lợn. Đúng rồi. Cho nên cái thằng ấy nó rốt. Nó đi rồi mà nó vẫn ăn tham, nó vẫn làm cỗ to thì những người như bọn tao là hưởng chứ nó hưởng cái gì. Thực ra là ông ạ, con nghĩ cho cùng là chỉ cúng ruồi thôi, mới là cúng những cái người như ông ấy nhỉ. Đúng rồi. Thôi nó hẹn giờ nào bây giờ trưa rồi, nhanh khẩn trương để tao còn đi. Giờ nào ạ? Giờ nào đến giờ nào làm cỗ. Con chưa bảo với ông là thằng Mõ nó bảo là mời cả làng nhưng mà riêng ông nhà mày là không mời. Ông môn nhà mày tại sao lại không mời tao hả? Thì nó có lý do cả đấy. Nói tại ông ấy. Tại tao sao? Nhưng mà thôi con không dám nói đâu. Ồ hay, cái thằng này mày có nói mày không nói tao vụt về chết. Không có vụt thì con thì buồn cười nhỉ, đây là miệng lưỡi thế gian, nhưng mà con mà nói ra thì như ông lại vụt con thì sao? Mày nói ra thì tao không vụt, còn mày không nói tao sẽ vụt. Không, ông ngay lật mặt lắm. Lần trước ông nhớ không? Cái vụ lần trước ấy, tự nhiên ông bảo con là không được nói. Thế đến lúc mà bà bắt con nói thì ông bảo nói đi. Thế là con nói cái việc ông với con Hến tọp tem với nhau, thế là con bị cả hai ông bà đánh cho. Đâu. Mày ngu lắm con ạ. Cái việc đấy mày nói ra thì mày ngang với lại mày tịnh thân đông rồi còn gì nữa hả? Khổ quá. Cho nên không ông ơi. Đấy, chưa nói nó biết đấy mà. Im. Mày có nói không? Thì con nói. Nói đi. Nhưng mà ông hứa đi. Hứa cái gì? Ông hứa là con nói xong ông không được đánh con. Được.
tao hứa. Hứa đi, ông thè lưỡi, ông liếm, ông lên giờ, ông hứa đi, ông thè đi. Tông môn như mày, tao không phải chó đúng không? Mày lại xỏ xuyên. Quyền. À? Con lại quen cùng mấy đứa bạn, đứa nào mà nói phải thè là phải... Đấy. Thôi, ông trọng cho một cái là nói. Con nói nhá. Ừ. Nhưng mà ông không được mắng nhá. Con nói đây, con nói miệng lưỡi thế gian nói ông nhá. Được, mày nói đi. Nó bảo là cái loại mặt ông ấy là cái loại mặt mà ăn hồng cả quả. Ăn sao? Chúng nó ngủ thế. Sao? Đứa nào mà không ăn hồng cả quả. Ừ nhờ. Cái này là đúng này, nhưng mà cái này hay, cái này là con nghĩ là hơi sai này. Nó bảo ông là cái loại ăn hồng cả quả, ăn chó cả lông. Chúng nó ngu. Sao lại ngu à? Chó nó thui thì làm gì có lông mà ăn. À đấy, ý nó bảo ông là ăn tham đấy. Ăn con chó cả lông, có nghĩa là ăn lông rồi ăn cả... Đấy đấy, con chó đấy. Gì nữa? Dạ. Còn nói nhiều gì lắm. Nó bảo ông là cái loại mặt đàn ông như mở mõm đàn bà. Cái loại đàn ông mà chưa đặt mông đã đặt mồm. Cái loại đàn ông gì mà là... có bộ mặt thật chuyên yên có. Cái loại đàn ông gì mà đại loại là ông là cái loại gì chứ không phải là loài người ạ. Về chưa? Các cụ đâu? Ôi giời ơi, ăn sao chưa? Có bò chưa? Sao lâu thế, nó đã về chưa con mụ dần kia? Có bò chưa? Ôi giời ơi. U ơi. À. Mẹ con đã về rồi. Con chào U. Dạ con chào bà. Đây rồi. Chúng mày đây rồi. Sao các cụ lại ở đây ạ? Các cụ ở nhà con à? Các cụ ở nhà con thì hỏi cái thằng này này. Cái thằng này nó toài ở đâu ra? Mẹ con nhà mày đi đâu vài năm về đây bây giờ làm dơ mặt nàng nước. Con mẹ mày thì giấu giếm, bây giờ các ông đến đây hỏi là mày không có chồng mà làm sao lại toài ra cái thằng kia? Các ông đến đây để bắt vạ chúng mày biết chưa? Đúng không? Cụ nói cái gì đấy ạ? Con không hiểu ạ. Mày không hiểu à? Thế tao hỏi mày, cái làng này từ xưa đến nay các cụ có đúng không nào? Đúng. Làm gì có đứa con gái nào mà không có chồng lại có con? Con mù dần ở đây có biết đứa nào là không có chồng mà có con không? Tồi lỗi ra một đứa như mày. Mày đi khỏi làng rồi mày chửa hoang, mày về đến mày bêu dếu cái làng này. Mày còn cái được không? Cụ ơi, ai bảo cụ là con không có chồng? Ai bảo cụ là con chửa hoang ạ? Vẫn còn già mồm à? Thế bây giờ các cụ tính thế nào? Con mụ dần tính thế nào đây? Còn tính thế nào nữa? Bây giờ mà nó không đưa chồng nó ra ấy, thì phải bắt vạ. Đúng rồi, bắt vạ. Ăn bò. Ăn lợn. Ăn trâu. Đúng rồi. Mình ơi, Mình. Cô chú. Con rể cô. Chào các cụ đi. Cô chào cụ. Các cụ thấy chưa? Đây là con rể của tôi, là chồng của con gái tôi này, là cha của đứa bé này đấy. Thế hóa ra là không phải con kia nó chửa hoang à? Ơi, các cụ đường đường là những người có chức có sắc trong làng mà sao các cụ lại nói như thế ạ? Không được, tiên sư cha cái thằng nô nó về nó bảo với ông như vậy mà các cụ mới sang đây thì hóa ra là không phải chửa hoang. Ông đánh chết mày nô ơi. Tôi không biết gì đâu nhá. Đây là lỗi của cụ tòa đấy, không phải lỗi của tôi đâu. Này cái cụ Hương cái kia lại cứ ngồi ngậm miệng ăn tiền, cụ nói gì đi chứ? Nói đi. Các cụ mà nói như thế là con sẽ kiện lên quan đấy ạ. Ôi kìa. Này, cụ chạy đâu đấy đây? Này. Sao lại kiện đi quan? Đúng rồi. Các cụ làm như thế thì mất hết danh dự của con rồi ạ.
con còn mặt mũi đâu mà đi ra ngoài đường nữa chứ. Ấy ấy, kìa kìa. Này, Dân, giúp Hương. Thế sao lúc nãy Hương bảo là để Dần tự lo? Vấn đề này không lo được. Bà Dần, dù sao chúng tôi cũng là cước sắc ở trong làng. Chuyện gì mà các cụ muốn nó to lên là nó to lên. Chuyện gì mà muốn nó nhỏ đi là nó nhỏ đi, phải không các cụ? Thôi bà Dần có lời với các cháu. Thôi, các cụ không cần phải vuốt nữa ạ. Con không bỏ qua đâu. Thôi các con, dù sao thì U nghĩ là đây chỉ là sự hiểu lầm thôi. Thôi con cứ bỏ qua cho các cụ hương sắc trong làng nhé. Dạ vâng, thưa các cụ. Thực ra thì cái chuyện này nó cũng là lỗi một phần ở nhà tôi. Bởi vì là con gái tôi thì nó cũng đã lấy chồng nhưng mà nó ở xa quá. Cho nên là cũng không kịp tổ chức ở nhà. Vậy cho nên là đấy là lỗi của gia đình chúng tôi. Vậy thì chúng tôi cũng muốn chuộc cái lỗi này là bằng cách là hôm nay thì các cụ cũng đã chờ ở đây từ chiều rồi. Thế thì chúng tôi cũng muốn làm một cái bữa cỗ nho nhỏ để mời các cụ chứng kiến cho cái gia đình của các cháu nó đầy đủ như thế này ạ. Các cụ thấy thế nào? Này, thế không bắt vạ thì vẫn được ăn. Thế thì bắt vạ làm cái gì? Này cụ Tỏa, tôi nghĩ là từ nay mình bỏ cái luật là bắt vạ đi. Bởi vì sao? Bắt vạ cũng được ăn, không bắt vạ cũng được ăn. Thế thì thôi, mình chọn cái phương án nhẹ nhàng là không bắt vạ mà vẫn được ăn. Tội đấy là tội thằng ngô. Thế bà Dần đã có lời như vậy thì chúng tôi cũng không dám từ chối. Thì xin ở lại ăn cỗ với gia đình để chúc mừng cho các cháu. Thế bây giờ, ôi dồi, cụ ơi cứ bình tĩnh, Thế bây giờ thế này, mời các cụ ra ngoài kia rửa chân tay mặt mũi sạch sẽ. Rồi ở trong này nhà cháu sẽ làm một mâm cỗ đầy đủ để mời các cụ chơi ạ. Đi luôn. Gái, dạ. Ra U bảo. Dạ. Thế anh này là thế nào? Đây là anh Nghĩa, bạn của con ạ. Vậy... Dạ... Anh ấy chỉ là bạn của con ở làng bên thôi ạ. Hôm trước, chả là cái hôm mà con và U ngồi nói chuyện với nhau, xong rồi con phát hiện ra thằng Nô đứng ở ngoài cửa. Con biết là nó nghe thấy hết rồi, cho nên kiểu gì nó cũng sẽ đến để bẩm báo với các cụ. Con đang nghĩ ra cách này. U ơi, con xin lỗi U ạ. Đất lề quê thói, khổ thế đấy. Nhưng mà U dặn này. Dạ. Ăn xong Tết con đưa thằng cu lên huyện đi. Hai mẹ con ở trên ấy buôn bán làm ăn. Con không đi đâu đâu, con ở nhà với U. Không lo, U ở nhà một mình quen rồi. Con phải nghĩ đến tương lai của thằng cu nữa chứ. Mà lúc nào U nhớ con nhớ cháu, U sẽ tự khắc lên. Con đừng có lo. Con làm sao mà không lo cho U được? U thì ở nhà một mình, lại còn bệnh nữa. Con không thể. Thôi nào. Cũng tại cái làng này, nề nếp cái gì chứ. Biết bao nhiêu người phụ nữ khổ sở,
chỉ vì cái lệ bắt vạ này. U con lo cho U lắm. Không, U không làm sao đâu mà. Con đừng có lo như thế. Này, bây giờ các con xuống bếp làm một mâm cỗ với ba cụ hương tỏa hỏa cái kìa, thì chỉ cần có nhời và một mâm cỗ là xong hết đi mà. U, U nhớ ở nhà là U phải giữ sức khỏe đấy nhá. Khi nào mà U nhớ con nhớ cháu thì U lên thăm. Được rồi, đi xuống bếp làm một mâm cỗ đi, nhanh lên. Tí, lại đây mẹ bảo. Cô Tí. Dạ. Nghe bà dặn đi này. Con phải ngoan, phải nghe lời mẹ gái nghe chưa? Dạ vâng ạ. Đừng có làm mẹ buồn đấy. Dạ. Rồi lúc nào bà nhớ con, nhớ mẹ, bà sẽ lên thăm nhá. Vâng ạ. Ôi. Thôi nào, đi xuống bếp đi, nhanh lên. Dạ. Ông ơi, chạy ra đi ông ơi. Úi giời. Thằng kia. Dạ. Ông ơi, chạy nhanh đi ông ơi. Úi giời ông ơi. Đòi nợ. Đúng phải cái nhà. Nó nuôi con chó to quá ông ạ. Úi giời, con chó nó cắn tí mất mông ông. Dạ vâng ạ. Dạ bẩm ông. Hả? Cái việc đòi nợ mà ông giao cho con. À. Con đã đi khắp cả cái làng này. Nhà nào con cũng vào. Dạ, con đòi được gần hết rồi ạ. Tốt. Dạ, nhưng ông ơi. Còn cái nhà tay thủng này này. Nó làm sao? Dạ bẩm ông là cả một tuần trăng con nằm suốt từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối đến đêm. Dạ, chờ mãi mà không nhìn thấy cái mặt vợ chồng nó đâu ông ạ. Dạ, hay là nó trốn rồi không ạ? Cái đầu mày, mày đi đòi nợ chứ mày sang nhà nó mày nằm mày ngủ mày nuôi muỗi nhà nó à? Hả? Mày ấy, đúng là các cụ gọi là chết cơm bố mẹ. Dạ thế bẩm ông, bây giờ ông phải dạy con cách nào thì con mới đòi được chứ ạ? Đi đòi nợ ấy phải dùng cái đầu mà suy nghĩ. Dạ vâng ạ. Sau đó ấy là phải dùng cái mồm. Dùng mồm ạ. Chứ còn đòi như mày ấy mà còn lâu nó mới trả. Dùng đầu lại còn dùng cả mồm ạ. Dạ. Cái mồm là quan trọng nhất đấy. Dạ ông ơi, thế dùng cái mồm thì dùng như thế nào ạ? Mày không biết à? Dạ con không ạ. Xem tao làm cái này. Dạ vâng ạ. Ôi bà con lạc xóm ơi, vợ chồng nhà thằng thủng mồm nó vay tiền xong nó quỵt của tôi. Dạ con biết rồi ông ạ, để con bớ cho ạ. Bớ bà con lạc xóm, bớ họ hàng ngang ngốc láng giềng, vợ chồng nhà thằng thủng nó nợ tiền ông nó chưa trả. Trả tiền cho ông thôi ngay. Dạ thế được chưa hả ông? Tạm được. Tiếp. Bớ bà con lạc xóm ơi, vợ chồng nhà thằng thủng nó không trả tiền ơi. Bớ con em xin con bác nhỏ miệng thôi ạ. Dạ bẩm ông, cái bài của ông đúng là hiệu quả thật ạ. Dạ. Em chào quan bác ạ. Mắt mày bị lác à? Trông tao này mà gọi là bác. Em chào quan ông. Ông lại vặt trụi lông mày đi bây giờ. Dạ. Em hỏi thì không phải, quan bác đến nhà em là có việc gì ạ? Đấy, nghe thế nó có phải là mềm mại không? Đến có việc gì ạ? Việc bớ bà con là bớ bà con là xóm. Ông để con hô cho to nữa. Bớ bà con là. Thôi rồi, em xin quan ạ. Xin cái gì?
Dạ, thú thật thì em cũng biết là hôm nay Quan đến nhà em có việc gì rồi. Nhưng mà Quan ạ, dịch giã thế này nên là hàng xá nhà em cũng không bán được. Thú thật là hai vợ chồng cũng không còn tiền. Thôi, mong anh là giúp đỡ để cho hai vợ chồng em ăn Tết xong. Rồi ra Tết hai vợ chồng sẽ cố gắng đi làm lại rồi kiếm tiền trả cho anh. À, có được không ạ? Giúp đỡ ấy, thì anh cũng giúp đỡ rồi. À vâng ạ. Chứ còn bây giờ mà cứ nghe vợ chồng em khất ấy mà, thì có khi anh sạt nghiệp. Bây giờ Tết nhất là anh phải đi thu tiền về chứ. Trả tiền cho ông tôi đi. Rồi. Nhưng mà này, anh bảo. Dạ. Nếu mà khó khăn quá mà, thì có khi anh có cách tháo gỡ đấy. Có cách hả anh? Thế là cách gì anh nhỉ? Anh bảo này. Dạ. Hôm nào ấy mà, nếu mà thằng chồng ấy, chồng em ấy, nó lên kẻ chợ, nó lấy hàng ấy, vâng, buôn bán ấy mà, thì sang bên nhà con anh. Có gì con anh trừ nợ cho. Dạ vâng, thôi em sợ quan chị lắm ạ. Vâng, quan chị mà biết thì chắc là em cũng không còn xương anh ạ. Cứ động vào cái nỗi đau của người ta thôi. Nếu mà sợ quan chị mà thì mày giả tiền ông ngay. Nào, mày có giả không? Dạ vâng, vợ chồng em sẽ cố gắng thu xếp để trả tiền cho quan ạ. Cố gắng à? Ông truyền đời báo danh cho vợ chồng mày biết nhá. Vợ chồng mày mà không thu xếp trả tiền ông ngay mà, đúng sáng một Tết ông sẽ cho thằng này nó đến nằm ở nhà mày, nó làm cho nhà mày tan cửa nát nhà luôn. Dạ vâng. Thôi em hứa với Quan là đúng chiều 30 Tết em sẽ mang tiền sang trả cho Quan ạ. Thôi, Quan lại nhà giúp em đi ạ. Đúng chiều 30 Tết em sang trả. Vâng. Này, mày không trả thì mày đừng có trách ông. Dạ vâng. Đừng có trách. Dạ vâng, con mời Quan lại nhà. Thằng này dạ, đi về. Dạ về ạ. Dạ vâng ạ. Ôi, ông ơi. Cái gì đấy? Lối này không đi được. Có con chó to lắm ông ạ. Dạ, đi lối này. Dạ, dạ lấy ông đi trước ạ. Dạ. Nhớ đấy nhá. Dạ, con bác lại nhà. Hẹn đúng là lũ đi. Ôi giời, giật cả mình. Làm cái gì mà giật mình? Cho nó đi hết cả rồi chứ hả? Đi rồi. Đúng là cái lũ đỉ. Này, tầm này nhá, ông không có tiền nhá, đến nhà ông á, chúng mày về thành lũ đỉa đói hết. Sao mà dai gì mà dai thế cái chứ lại. Biết vợ chồng người ta không có tiền rồi. Sáng nó đến, chiều nó đến, tối nó lại đến. Nó lại chầu trực ở nhà mình. Không định cho ông làm ăn gì ông trả lợ chắc. Tầm này còn lâu mới có tiền để trả. Úi giời ơi, xem kìa. Đi vay người ta tiền, cứ như bố người ta ấy. Cô lại còn bênh chúng nó à? Tôi hỏi cô nhá, đúng là cái lũ đỉa hút máu người. Vay có hai quan tiền, lãi mẹ, đẻ lãi con, lãi tráng đẻ lãi tối. Đến bây giờ hơn 10 quan rồi, mà đã hết nợ mấy nhà chúng nó đâu. Chúng mày cho vay nặng lãi, trời quả báo. Thôi. Lo kiếm tiền mà trả cho người ta đi. Không trả nha thì sáng mồng 1 người ta đến, người ta hô loạn lên đấy. Cả làng cái tổng ta biết cho. Này, bà sợ chúng nó thế à? Chả sợ. Tầm này nhá, chúng nó đến thì một cách cũng không có. Bà tưởng tôi không muốn trả nợ nhà chúng nó đấy à? Tôi có phải là tôi không muốn trả nợ đâu. Chẳng qua là đấy, buôn bán nó ế ẩm, dịch giã như thế này, có bán được hàng đâu, vứt đổ đi như thế thì mình mới không có tiền trả. Chứ tôi có định không trả nó đâu. Tôi là thằng định trả nhưng vì buôn bán thất bát nên tôi chưa trả được nhá. Rồi. Mà này, vừa lấy từ lớp ở trong kia nhá, là tôi thấy nó sờ tay cô, nó sờ tay nào. Tay đâu? Này. Đâu xem nào. Rồi. Úi giời ạ, đằng nào thì cũng nắm rồi. Đằng nào cũng nắm rồi. Thế là ý cô là như thế nào? Hay là cô thấy nhà chúng nó giàu rồi là có ý định bỏ cái nhà này đi theo nhà chúng nó hả? Thôi, tầm này còn ghen với trả tuông. Lo mà trả nợ cho bọn nó đi. Không á là để nó đến đòi nợ bằng một đấy. Cô cứ cẩn thận đấy nhá. Cô quát tôi đấy à? Nhà là có cái nóc nhá, mà tôi là nóc nhá. Tôi có nghèo kiết xác đi thì cô cũng không được to họng với tôi nhá. Cẩn thận tôi đập cho một phát đi nhá. Ông ơi, nhà nó kia kìa ông ơi. Ôi, nhà nó kia kìa. Đúng là bọn này dài thật.
chắc nó lại quay lại đấy. Thôi nhá, tôi nói cho cô biết nhá, cái Tết này không có đi đâu cả. Cô nên nhớ đấy nhá, đóng cửa trong nhà, ai hỏi thì bảo tôi đi vắng. Làm gì thì làm, cấm không được cho chúng nó sờ với cái tay của tôi đấy nhá. Rồi, thôi biết rồi, tôi đi, đi 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 đi. Mình ơi! Mình ơi! Quái lạ nhờ. Tôi đây. Ui giời! Nhà có thì không về, trốn ở ngoài bụi cây này. Ai muốn ra đây làm gì? Mà sao cái số tôi nó đen đủ? Cứ cuối năm là làm ăn thất bát, chẳng còn sinh nào trong người. Cờ bạc thì canh nào cũng thua. Thì... ai muốn ngồi đây? Lão đi về rồi gì? Về rồi. Thế thôi cô về đi. Mình không về thì em về làm sao được? Thôi mình ạ, mình về nhà với em đi. Tết nhất đến nơi rồi. Thua keo này ta bày keo khác, có sao đâu. Bày keo khác anh? Mấy năm nay làm ăn thất bát, có đồng nào hết đồng đấy. Mà cái chỗ tiền của ông ngoại cho, tôi cũng vào hết cái canh mặt chẵn đêm qua. Ôi dồi ôi, đấy, rồi ạ. Về Tết ấy, bánh chưng chả có, con gà cũng chả có. Ôi dồi ôi, thì Tết nhất năm nay nhá, vợ chồng nhà mình không phải ăn uống gì cả. Nhà đang dịch bệnh như thế này, bảo các con ở nhà, không có nội, không có ngoại, không có chúc Tết hàng xóm ăn gì, hiểu chưa? Nhà không còn trinh nào hết. Mình hay thật đấy, Tết nhất thì phải có một cái bánh chưng, rồi có con gà thắp hương lên cho các cụ. Nhưng bây giờ ấy... không phải thắp hương các cụ, thắp hương thôi. Các cụ có ăn được đâu mà phải gà với cả bánh chưng, bực hết cả mình. Mình ơi, em bảo này, hay là bây giờ em sang nhà ông Dần. Này nhá, lại định đi vay tiền đúng không? Này tôi nói cho cô biết nhá, tôi mà phải đi vay tiền, thằng này không bao giờ phải đi vay tiền nhá. Mình không vay, em sang em vay chưa? Cô à? Em đi. Cô là vợ tôi, cô đi vay tiền rồi mang tiếng với làng với nước, không phải đi. Cô là vợ tôi, cô không được đi. Tôi là chủ cái gia đình này. Thôi quyết đi nhá, nhà nó phải cô nóc. Thôi nhá. Thôi mình ạ, để em sang nhà ông Dần em vay hết tiền, để có cái còn tiêu Tết. Rồi ra riêng, hai vợ chồng cố gắng làm ăn đưa để trả nợ mình ạ. Thôi đi về đi mình. Đi về cái gì mà đi về? Bây giờ về nhà, lão chủ lợ nó lại quay lại thì sao? Khổ lắm, không quay lại đâu. Rồi, nhanh nhanh về, về. Đêm hôm rồi ngồi ngoài này làm gì? Rồi. Đi về đi. Đi thì đi. Đi, về. Ông Dần ơi! Ông Dần! Ai đấy, ai đây? À, ôi, anh Nia đấy à? Nia nào? Tôi là Sàng. À... Nia là bố tôi, mà ông ấy chết rồi, cô gọi làm gì? À, tôi hỏi là có ông Dần ở nhà không? Khẽ cái mồm thôi, ông Dần ông đang ngủ, thế có việc gì? Ông Dần đang ngủ à? Ừ. À, thế còn bà Dần? Ừ, đương nhiên ông Dần ngủ thì bà Dần cũng phải ngủ rồi, Dần mới đi. Thế thôi, tôi xin phép, tôi đi về đấy. Ừ, này, 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 này. Sang chắc chắn là có việc rồi, thế có việc gì thì cứ nói đi, không nói được với ông Dần ấy, thì nói với thằng Sàng này. Thằng Sàng này sẵn sàng giúp đỡ. Thôi, chuyện này hơi tế nhị nên là chắc không nói với chú được đâu. Có chả có chuyện gì là tế nhị cả. Nhưng mà này, cô Mủng này, ngồi 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 xuống đây, bảo này, tranh thủ lúc ông bà Dần còn chưa dậy thì có chuyện gì thì cứ nói đi. Mà tôi phải nói thật nhá, là trong cái làng này ấy, cô là người con gái mà có cái sắc đẹp là tuyệt trần đấy nhá, da thì trắng như là trứng gà bóc, tóc thì đen như là than. anh Sùng miêu tả hay thật đấy. Này, Sùng là cụ tôi. Tại sao cô cứ nhớ tên cụ tôi với cả bố tôi mà chả nhớ tên tôi nhỉ? Quên, anh Sàng. Ừ đấy. Này, cô xinh cô đẹp như thế mà thế nào lại vồ cái thằng chồng trông hãm tài, mặt thì như chuột kẹp, người thì trông như là cái xào chọc. Chán lắm. Khổ lắm anh Sàng ạ. Người ta bảo rồi, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Chứ
tôi cũng có muốn đâu. Ừ, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Thế sao cô không vồ vào tôi như này này? Có phải là sướng cả đời không? Ừ. Thôi, không đùa nữa. Đây, tôi có chuyện này muốn nói nhỏ với anh đây này. Đấy. Ừ, tôi chịu của đấy. Ơ, sao lại chịu? Tôi nợ mà. Nợ cái gì? Cô vừa nhỏ vừa nhanh thì ai mà nghe được. Này, đúng hệt giống chồng cô đấy. Vừa nhỏ vừa nhanh, hai vợ chồng hợp nhau thế. Cứ phải to rõ ràng vào xem nào. Rồi đây, khổ lắm. Chẳng là thế này, Tết nhất thì sắp đến rồi. Ừ. Mà vợ chồng tôi thì làm lại không có công. Ừ. Nhà thì cũng chẳng còn tiền nên là tôi muốn sang đây để vay ông bà Dần ít tiền chút Tết. Mà có gì ra riêng, hai vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm rồi trả cho ông bà Dần. Hiểu rồi. Bác giúp tôi với nhá. Hiểu rồi. Tưởng cái chuyện gì quan trọng, chứ cái việc vay tiền thì nó là chuyện bình thường. Mà cả cái làng cái tổng này, ai thiếu cũng đều đến vay ông bà Dần cả. Vâng. Mặc dù là lãi hơi cao. Vâng. Thế nhưng mà ông bà sống bằng cái nghề cho vay nặng lãi, thế có việc gì phải ngại. Uống nước đi này. Dạ vâng. Thôi được rồi, cô cứ ngồi uống nước đi, rồi đợi ông bà Dần dậy. Nếu mà không kịp thì để tôi truyền đạt lại cho nhá. Vâng, yên vâng. Tâm là ông bà sẽ cho vay, miễn là cô cắt lãi đầy đủ thôi. Đấy, cô xem, cứ ngủ thì không sao, mà cứ mở mắt dậy là che chóe như lợn chọc tiết ấy. Nghĩ là cũng thương. Thương ông Dần. Nó. Dạ. Ôi cái thằng này, mày làm cái gì mà từ sáng đến giờ mà để bà hò như hò xong cái gì hả? Hả? Bà ấy giời ơi. Có cho bà Dần ạ. Vâng, không dám. Này, tao nói cho mày biết, to gan lớn mật nhỉ. Vừa mới sáng này ra đã ngồi đây trà cháo mấy cả gái rồi đấy. Kìa bà. Dạ. Con chào bà. Không dám. Con bắt khách cho bà đấy. Khách gì? Khách hứa gì cái ngữ này? Nó vay tiền. Vay tiền à? Ừ. Mà tôi chửi cái thằng này nhá. Tôi nói cho mày bao nhiêu lần rồi, cái chậu nước của bà để ở trong gầm giường thì mày phải mang nó ra. Tại sao mày vẫn cứ để tình hình ở đấy là như nào? Ôi, thì khổ quá chứ. Bà chả dặn con là gì, là mỗi tối phải mang một chậu nước vào để ở chân giường. Để có việc thì bà dùng còn gì nữa. Tao công nhận là có việc thì tao còn ngâm chân, hiểu chưa? Nhưng mà tao nói cho mày, riêng hôm qua là mày không thêm mấy cái lát gừng vào đấy, bà không chẳng nói với mày đâu. Mà sáng hôm nay tại sao cái nước trình anh như thế để bà dẫm vào, đổ chan hòa ra nhà như thế hả? Khổ quá, thì con không biết lúc nào bà ngâm xong đâu để mà con cất ấy. Thực vẫn còn cãi được phải không? Mày còn đứng đấy à? Đi vào đi, dọn dẹp đi. Dạ vâng ạ. Nhanh cái chân lên. Liệu hồn đấy nhá. À thế mời cô vào trong nhà nhỉ, chúng ta bàn việc nhỉ. Dạ vâng ạ. Mời cô. Nào, mời cô vào đây. Dạ. Cô ngồi đi. Dạ vâng ạ. Thế nào, Tết Tư nhà bên đây đã chuẩn bị được những gì rồi? À, ổn ạ, nhà chưa có gì ạ. Ổn? Sao là nhà chưa có gì là như thế nào? Dạ, chả giấu gì bác, đợt này dịch dã quá, hai vợ chồng em hàng xa ế ẩm, có bán được gì đâu bác. Thế nên là hôm nay em sang đây, em định là vay bác chút tiền tiêu Tết ạ. À, vay tiền tiêu Tết à? Cái này thì thực ra vay tiền thì cũng được, không sao hết. Thế nhưng mà cô biết rồi đấy, năm hết Tết đến nơi rồi, mà làm ăn bây giờ nó khó khăn. Dạ vâng, đúng. Không đơn giản một tí nào. Mà cái chuyện vay vỏ ấy, cái việc đấy là do ông nhà tôi quyết định nhá. Dạ thì vâng ạ. Đợi ông nhà tôi dậy rồi sẽ nói chuyện với cô. Mình ơi. Cái gì? Ôi sao mình dậy sớm thế mà không bảo tôi. Thế ăn đã ăn sáng chưa? Chưa chật ra rồi còn sáng với chưa cái gì. Ừ. Đói thối cả mồm ra đây này. Dạ em chào bác ạ. Cô mổ đi chơi đi à? Dạ vâng ạ. Dậy muộn thì muộn vẫn phải ăn sáng, giữ gìn ngọc thể chứ. Thế ai lo cho tôi ăn sáng đây? Ồ thế tôi tưởng đồ đã có sẵn đấy rồi. Thôi. Cô mủng cô ấy sang đây. Ừ. Cô ấy hỏi vay tiền. Thì tôi cũng nói với cô là Tết nhất rồi, mà bây giờ làm ăn nó cũng khó khăn. Thế nên là cái việc mà quyết định cho vay hay không, lãi lờ như thế nào, đấy là việc của ông. Ông hiểu chưa? Thế nhưng mà ông vẫn phải quyết định cho vay, hiểu chưa? Thế nhưng mà lãi lờ như thế nào đấy thì vẫn phải hỏi ý kiến của tôi nhá. Chắc chắn rồi, cái điều đấy thì mình khỏi phải lo. Thế này, mình lại... Thôi,
Bây giờ ông ở đây nói chuyện với đệ cô Mủng. Thế hai người cứ làm việc với nhau dạ nhá. Vâng ạ. Tôi đi vào. Dạ vâng ạ. Là mình ơi, vẫn phải nhớ ăn sáng đấy nhá. Bác nhà mình đúng là có phúc thật đấy ạ. Em không ngờ hai bác ấy lúc nào cũng tình cảm, ân ái nhau như thế. Trả bù cho nhà em. Nhà em làm sao? Thế tình cảm vợ chồng thì phải ân ái chứ. Đặc biệt với tôi thì khi mà người phụ nữ sinh ra là để chiều chuộng. Đặc biệt hơn nữa, vợ mình bao giờ phải là số 1. Đấy, chồng em thì khác hoàn toàn bác ạ. Suốt ngày cứ hô từ đợt dịch dã, không kiếm ra tiền, thế là suốt ngày nhậu nhẹt thôi. Rồi quát mắng em suốt, nên là hôm nay em phải sang đây để là vay bác ít tiền tiêu Tết ạ. Thôi cái việc ấy có không phải lo. Bởi vì với tôi thì lúc nào cũng thế thôi. Luôn luôn trân trọng người phụ nữ. Vợ tôi số 1 rồi. Còn những người phụ nữ khác thì tôi cũng luôn luôn cho là số 2. Thế mà anh nhà thế nào mà để lạ thế nhỉ? Vợ mình mà còn không chiều thì còn chiều được ai? Đấy, chồng em cứ ngại ngùng, có dám sang vay nhà bác đâu. Nên là hôm nay em phải đích thân sang đây. Thì bác cố gắng cho nhà em vay bác nhá. Thì khổ quá, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Cô chú được cứ khách sáo thôi. Chồng xa cũng được mà vợ xa cũng được. Dạ vâng. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất cái vấn đề tiền ấy là phải là chồng sang thì hợp lý hơn. Dạ vâng. Nhưng mà cô sang thì tôi cũng lại thấy rất mát lòng. Bởi vì tôi rất yêu người phụ nữ. Vâng ạ. Đấy cô thấy vợ tôi mặc dù tính thì rất nóng đấy. Nói thì rất gắt gỏng chứ. Nhưng mà tôi lúc nào cũng ngọt ngào. Lúc nào cũng nhẹ nhàng. Lúc nào cũng chiều chuộng. Bác đúng là có phúc quá. Dạ vâng. Thôi xin phép bác, em đi về. Có gì hôm nào em bảo chồng em sang học hỏi chút kinh nghiệm ở bác ạ. Thế cô lại nhà nhá. Dạ vâng ạ. Mà còn chuyện vay tiền. Tiền cái gì? Dạ vâng. Khổ quá đấy, bảo đừng có khách sáo. Cô chờ tôi một chút. Này. Này. Này này. Cú. Cú. Cú tao bảo. Này, cú. Này thằng này mày bị điếc à? Điếc à? Không điếc mà tao gọi mày từ bấy giờ mấy câu mày không thèm trả lời. Mày khinh người đi à? Mày biết tao là ai? Mày biết tao là ai không? Hả? Tao là hàng xóm mà mày ở đây là kẻ ăn người ở trong nhà. Nhà có khách. Tao đến tao gọi mày, mày không thèm thưa, mày khinh đảo. Hay là mày bị câm? Hả? Hay là mày bị câm? Đúng mày bị câm không cô? Nghe. À, thì ra không phải mày bị câm. Mày biết tao là khách đến nhà. Tao đang cần gặp cái ông Dần, có việc rất là quan trọng. Thế mà mày cứ như ông tướng con trong nhà này ấy nhỉ? Hả? Thế là sao? Này, tôi đẻ ra ấy, có tên có tuổi đàng hoàng. Ừ. Nhà tôi là họ Mai. À, Mai. Tôi tên là Sàng. À, đọc đầy đủ là Mai Hãy Sàng. Sàng? Ừ. Đúng là khổ cái thân mày. Bố mẹ mày ngày xưa bao nhiêu tên hay ho thế không đặt. Đặt tên là Sàng. Chắc là Thúng Mủng rồi Dần chiếc các thứ là họ hàng hàng hốc nhà mày hả? Ông Dần là ông chủ tao. À đúng rồi. Ông Dần là ông chủ nhà. Tên gì không đặt. Đặt là tên là Mai Hãy Sàng. Này, tao nói cho thằng Mai Hãy Sàng biết là như này nhá. Tao có việc quan trọng, đang cần gặp ông chủ. Mày vào mày bảo ra ông gặp tao, có việc nhá. Này, cái thái độ hỗn xược của ông ấy, ăn nói thì cộc lốc, không biết tôn trọng người khác ấy. Bảo sao,
vợ của ông nó chán là đúng thôi. À này này, mày đừng có bố láo bố tuét nhá. Chuyện vợ chồng tao là chuyện của vợ chồng tao. Tao có cục cằn thô lỗ cũng là chuyện nhà tao. Vợ tao có nói tao thế nào cũng là chuyện của tao, không liên quan gì đến mày. Mày, cái phận kẻ ăn người ở liên quan gì đến mày mày động vào? Vớ vẩn ông bợp tai cho mấy cái bây giờ chứ. Ê, ê này, tao nói cho mày biết nhá. Cậu uống nước không? có. Mày làm cái gì mà mày cứng thế hả? Thế tao hỏi mày là ông Dần ông có nhà không? Ông sang gặp ông Dần để vay tiền chứ gì? Vay tiền? Tao mà lại phải vay tiền? Có vay là cái con vợ tao nó phải vay chứ. Tao phải vay tiền. Nhà tao thiếu tiền mà phải vay tiền. Thì không vay tiền thì ông ngồi đấy chờ nhá. Thằng này hay nhỉ. Tao bảo mày vào gọi ông ấy ra đây để tao gặp có việc cần, mày lại bảo tao ngồi đây chờ. Mày có bảo không? Hả? Mày có bảo không thì mày bảo tao. Uống nước nữa không? Uống thì uống. Này. Có cái chuyện gì mồ nào thế hả? À, bác Dần đấy à? Mời bác ngồi đây. Dạ, bẩm ông. Có anh chồng cô Mủng sang muốn gặp để tư chuyện với ông ạ. Mời ông ạ. Xuống bếp đi. Dạ. Chẳng hay chú sao có việc gì đấy? Bác Dần, tôi hỏi bác nhá. Hả? Vì cớ làm sao? Hả? Vì cớ làm sao mà tôi không thể nào chịu đựng được. Tôi hỏi bác, tại sao? Tại sao mà con vợ tôi lại ngưỡng mộ bác đến thế hả? Từ sáng đến giờ về đến nhà, một câu nó khen bác Dần, hai câu nó khen bác Dần. Thế là thế nào? À, bác bơm cái gì vào đầu nó mà nó về nó khen bác như vậy? Nó khen như thế nào? Nó về, nó cứ ngưỡng mộ bác. Nó bảo bác nhẹ nhàng, bác dễ gần. Nó ngưỡng mộ cái cách mà bác hành xử yêu thương vợ bác. Rồi là cái cách mà bác chiều chuộng vợ bác. Mà trong khi vợ bác thì trông... À không, nhưng mà nó bảo là bác ra là mình ơi, vào cũng mình ơi, vuốt ve rồi là quan tâm chăm sóc bác như thế. Thế là thế nào? Đã là người chồng thì phải yêu thương vợ. Ta phải ngọt ngào với vợ. Chứ tại sao mà này... Chú xử sự thế nào để cô ấy phải thắc mắc? Thì đấy, nó cứ chê em là cục cằn, thô lỗ. Nghe đây, chết thật đấy. Chú là người chồng mà đối xử với vợ một cách cục xúc. Thế hỏng nó còn gì nữa. Cho nên chú phải học tôi là đúng rồi. Riêng với vợ lúc nào cũng phải ngọt ngào, âu yếm. Mà cái bí quyết quan trọng nhất là chú phải biết gọi là mất trí nhớ. Mất trí nhớ? Mất trí nhớ thì là bị dở hơi, bị điên hay bị thần kinh? Mất trí nhớ nhưng mà không hề dở hơi, không hề thần kinh, thế nó mới hay chứ thì. Mất trí nhớ đến mức mà chú biết thế nào? Lấy vợ rất nhiều năm mà không nhớ vợ tên là gì, bởi vì mình có nhiều người yêu quá. Thì ra là ông sợ nhầm lẫn nên ông phải gọi là mình ơi cho nó chắc cái gì. Tôi hiểu rồi. Thì ra bấy lâu nay ông quên cả tên của vợ ông phải không? Hả? Ông Mão? Cái gì? Bà vừa gọi tên tôi là Mão à? Phải. Hóa ra bà cũng yêu chồng bà nhỉ? Mão là tên bố chồng bà đấy. Hả? À. Tôi hiểu rồi. Vậy là ông bà cùng mất trí nhớ giống nhau. Tôi về. Ha 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 ha.